Một số tỉnh thành trên cả nước phải hòa tốc cho học sinh dừng đến trường do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn tiếp tục kế hoạch đón học sinh trở lại vào ngày 21 tháng 2. Đắk Nông, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, thành phố Lào Cai, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc là những nơi đã cho học sinh một số cấp học dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến do số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trong thời gian gần đây. Một số địa phương để các trường chủ động linh hoạt trong việc chuyển trạng thái học trực tuyến căn cứ theo tình hình dịch bệnh thời tiết. Tuy nhiên cũng có không ít tỉnh thành vẫn tiếp tục kế hoạch đón học sinh trở lại trường vào ngày 21 tháng 2 như An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bình Phước, Đà Nẵng. Nhiều tỉnh thành dù có số ca Covid-19 tăng mạnh trong những ngày qua vẫn duy trì kế hoạch dạy trực tiếp hoặc dạy trực tiếp kết hợp với trực tuyến.